Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé. Bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Chủ đề của video 2C lần này là lập điều kiện. Điều kiện được sử dụng trong các câu lệnh. Câu lệnh điều kiện if then, if then else. Thì câu lệnh if then, if then else, các bạn xem lại video 2A trong kênh Master Lan Dương Channel đã đăng. Ngoài ra điều kiện còn được sử dụng trong câu lệnh lập repeat until, câu lệnh lập while do. Câu lệnh lập repeat until và câu lệnh lập while do sẽ được Master Lan Dương trình bày trong cái video tiếp theo, các bạn nhớ đón xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh hoặc là subscribe kênh để đón nhận các video về các cái bài học tiếp theo của lập trình Pascal. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Master Lan Dương Channel. Như trình bày ở video 2A là về câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đầy đủ. Trong câu lệnh dạng thiếu và đầy đủ thì các bạn thấy là được triển khai bởi cái lệnh là if then, if then else. Thì trong câu lệnh if này các bạn thấy có một cái vấn đề, chính là cái điều kiện, các bạn ha, điều kiện đây, điều kiện nằm giữa từ khóa if và từ khóa then. Và cụ thể trong ví dụ này các bạn thấy điều kiện là n lớn hơn 0. Đó, các bạn thấy. Tương tự ở bên câu lệnh dạng đầy đủ, chúng ta có điều kiện nằm giữa chữ if then. Và ở trong ví dụ các bạn thấy là n mod 2 bằng 0. Đó, các bạn thấy. Nghĩa là điều kiện này nằm trong câu lệnh if. Thì ở video này sẽ giúp các bạn thành thạo trong việc lập các điều kiện để sử dụng trong câu lệnh if, câu lệnh lập. Để lập điều kiện, bạn phải dùng các phép so sánh. Ở trên màn hình bên tay trái đó là cái các phép toán so sánh. Các phép toán này được dùng trong các môn như là môn toán, lý hóa. Còn trong môn lập trình, chúng ta cũng có dùng các phép so sánh. Tuy nhiên là cái ký hiệu cách ghi hơi khác. Cách ghi khác, tuy nhiên công dụng vẫn giống như các phép so sánh trong một môn toán, lý hóa. Các bạn quan sát ở trên màn hình. Bên tay trái đó là các phép toán so sánh được dùng trong các bộ môn như là toán, lý hóa. Còn ở cột tiếp theo đó là cái phép so sánh được dùng trong lập trình và cụ thể là lập trình Pascal. Trong các phép so sánh này thì các bạn lưu ý ở phép so sánh bằng là giống. Riêng phép so sánh khác, đây các bạn quan sát là ở bộ môn toán lý hóa viết như vậy. Còn bộ môn lập trình thì viết là dấu nhỏ lớn, dấu nhỏ trước, dấu lớn sau, nghĩa là giống hình thoi các bạn ha. Tiếp theo, một cái dấu nữa đó là trong bộ môn toán chúng ta có là lớn hơn hoặc bằng. Dấu bằng là ghi phía dưới hoặc bên hoặc là phía dưới. Còn ở lập trình Pascal thì chúng ta có là dấu lớn hơn hoặc bằng, dấu bằng thì nằm bên cạnh và ngang luôn các bạn ha. Đó. Tương tự, ở bộ môn toán chúng ta có là bé hoặc bằng, thì ở trong lập trình Pascal chúng ta cũng có là bé hơn hay là nhỏ hơn hoặc bằng. Dấu bằng là nằm kế bên phải ngang luôn các bạn ha. Như vậy, tuy là cách viết khác nhau nhưng mà cái công dụng nó giống nhau. Và có một điều là các phép toán so sánh sẽ cho kết quả là đúng hoặc sai các bạn ha, là đúng hoặc sai.
Các bạn lưu ý điều này. Phép toán so sánh sẽ cho là đúng hoặc sai. Đấy, đúng hoặc sai. Đúng là true mà sai là false. Các bạn nghe, bạn nên nhớ điều này. Trong các bộ môn toán, lý hóa, các bộ môn mà tính toán suy luận đều có cái vấn đề này các bạn ha. Ví dụ, các bạn thấy, ví dụ 1 chúng ta có 7 lớn hơn 5. Đó, số 7 dấu lớn hơn 5. Như vậy là với phép so sánh này thì kết quả là đúng vì 7 lớn hơn 5. Tiếp theo, ở ví dụ 2 ta có 7 nhỏ hơn 4. Tức là chúng ta được phép ghi cái phép toán này. Nhưng mà ghi như vậy thì kết quả là sai vì 7 không có bé hơn 4 các bạn ha. Tiếp theo, các bạn có ví dụ 3 là A lớn hơn B. Đọc là A lớn hơn B, dấu lớn hơn. Thì cái giá trị của cái biểu thức này á, sẽ là đúng hoặc sai là tùy theo A hoặc B. Tùy theo cái gì A, B các bạn ha. Ví dụ A là 5, B là 3. Vậy kết quả so sánh là đúng. Còn nếu mà A là 5 mà B là 8 á, thì A lớn hơn B, tức là 5 lớn hơn 8 là sai các bạn ha. Đó là phép so sánh các bạn ha. Đó, để lập nên điều kiện. Ví dụ 4 chúng ta có X nhỏ hơn hoặc bằng A. Các bạn thấy không? Dấu nhỏ hơn bằng á, thì dấu bằng ghi bên cạnh. Không có nằm phía dưới như bộ môn toán. Thì tương tự kết quả của phép so sánh này là đúng hoặc sai là tùy theo cái giá trị của A hoặc là của X các bạn ha. Ví dụ 5 chúng ta có X khác A. Các bạn thấy là dấu khác là dấu nhỏ lớn, dấu nhìn thoi các bạn ha, hình thoi. Tương tự cái giá trị của cái phép so sánh này á, kết quả là đúng hoặc sai là tùy theo cái giá trị nằm trong X và trong A các bạn ha. Rồi, trong điều kiện thì chúng ta có hai loại điều kiện, đó là điều kiện đơn và điều kiện phức hợp. Đầu tiên các bạn đến với bài tập 1, lập điều kiện đơn. Ở bên tay trái các bạn thấy là cái phát biểu số 1 có cái nội dung là A lớn hơn 10. Đây là một cái lời phát biểu viết theo kiểu bộ môn văn. Tuy nhiên đưa cái này vào máy tính thì máy tính không hiểu được, mà các bạn phải ghi như sau. Điều kiện viết bằng Pascal nói riêng và các cái ngôn ngữ lập trình nói chung là chúng ta phải ghi là A dấu lớn 10. Như vậy là đây là một cái điều kiện được sử dụng trong lập trình nói chung, trong Pascal nói riêng các bạn ha. Tương tự cái giá trị của cái phép so sánh này các bạn ha, cái kết quả của nó là đúng hay sai là tùy theo cái A. Nếu A mà là 11, 12, 13 trở lên thì sẽ là đúng. Còn nếu A là bằng 10, 9, 6, 7 trở xuống thì là sai các bạn ha. Ở ví dụ 2 mình có phát biểu như sau: X nhỏ hơn hoặc bằng Y. Thì điều kiện cái phát biểu đó nó là một cái câu điều kiện á, được phát biểu và được viết ở trong Pascal là X nhỏ hơn hoặc bằng Y. Các bạn thấy là dấu nhỏ hoặc bằng, đó là cách viết. Chúng ta thay thế cái cụm chữ là nhỏ hơn hoặc bằng, chính là cái phép toán so sánh này các bạn ha. Đó, nhỏ bằng, mình thay thế cái cụm chữ đó bằng cái ký hiệu là nhỏ hơn bằng. Các bạn đến ví dụ 3, phát biểu A khác Y. Thì trong điều kiện viết bằng các ngôn ngữ lập trình thì chúng ta ghi là A dấu nhỏ, dấu lớn và Y, đó là A khác Y, đọc là A khác Y. Ở ví dụ 4 chúng ta có phát biểu N bằng 8. Vậy thì để lập điều kiện trong lập trình chúng ta ghi N bằng 8. Tức là chúng ta thế cái chữ ghi bằng chữ bằng á, là cái dấu ký hiệu này các bạn. Chúng ta thay thế cái chữ viết trong bộ môn văn là bằng cái ký hiệu này, các bạn. Đọc là N bằng 8. Tương tự ở đây kết quả của phép so sánh này là đúng hoặc sai á, là dựa vào cái giá trị của N. Nếu N đó mà bằng 8 thì sẽ là kết quả đúng. Còn nếu N lớn hơn 8, tức là 9, 10 hoặc là nhỏ hơn 8 là 7, 6, 5 thì kết quả này sẽ là sai. Các bạn đến ví dụ 5. Chúng ta có phát biểu N chia cho 2. Đó, đây là cái thường chúng ta thấy là trong các cái bộ môn mà ví dụ môn, môn toán thì cho một cái đề ghi là N chia cho 2 bằng lời văn. Thì làm sao chúng ta diễn tả bằng cái biểu thức toán học? Thì trong bộ môn toán chúng ta có một cái ký hiệu là N dấu 3 chấm cho 2, tức là chia cho 2. Tuy nhiên trong lập trình chúng ta sẽ có cách viết như sau là N mod 2 bằng 0. Các bạn thấy là mod tức là chúng ta sẽ lấy phần dư của N chia cho 2. Sau đó lấy phần dư đó các bạn mới so với 0, tức là dấu bằng á. Thì nếu như mà cái phần dư đó bằng 0 chứng tỏ là N chia cho 2,
bạn ha. Còn nếu mà phần dư đó mà là khác không, tức là bằng 1 vân vân, thì chứng tỏ là n không chia cho 2. Các bạn đến ví dụ 6, phát biểu n là bội số của 3. Các bạn lưu ý, trong phát biểu này chúng ta có thể nói một cách khác là n chia cho 3, hay là 3 là ước số của n. Thì nói chung là chúng ta nói kiểu nào thì cũng là vấn đề là n là bội của 3. Thì chúng ta sẽ lập điều kiện trong lập trình là n mod 3 bằng 0. Đó, tức là chúng ta lấy n đó, chúng ta chia cho 3. Chúng ta xét phần dư, dư là mod các bạn ha. Xét phần mod này. Thì phần mod này mà tạo ra, khi được tính ra phần dư đó, mà nguyên phần dư đó mà bằng 0, chứng tỏ là n là chia cho 3. Hay nói cách khác là n là bội số của 3. Các bạn đến phát biểu số 7, n không chia cho 2, tức là số lẻ đấy các bạn ha. Vậy thì chúng ta lập điều kiện trong lập trình nói chung và trong Pascal nói riêng, chúng ta ghi là n mod 2, dấu nhỏ, dấu lớn không, tức là khác không các bạn ha, khác không. Tức là một số nào á, mà khi mình chia cho 2, các bạn lấy phần dư là mod á, mà nó khác không, thì chứng tỏ là số đó là không chia cho 2. Ví dụ như số 7 đi, 7 chia 2 thì được dư 1, phần mod là 1, 1 so với 0 thì 1 khác 0, chứng tỏ là 7 là không chia cho 2. Còn nếu mà số 8, số 8 chia 2, lấy phần dư 8 chia 2, dư 0, phần dư đó chúng ta so với số 0 thì chứng tỏ là số 8 là chia cho 2. Còn nếu mà chia cho 2 mà dư 1 hoặc là dư trừ 1 đi, nếu là số âm, thì chứng tỏ rằng số đó không phải là số chia cho 2, hay cái khác là không phải số chẵn. Các bạn đến với phát biểu số 8, m có hàng đơn vị là 7, thì chúng ta lập điều kiện trong lập trình là m mod 10 bằng 7. Ở đây các bạn thấy là xét yếu tố là cái hàng đơn vị của m, hàng đơn vị. Như vậy chúng ta phải lấy m các bạn chia cho 10 thì ra hàng đơn vị. Hàng đơn vị đó các bạn mới so với số 7, bởi vì ở đây chúng ta có một cái phát, có một cái cụm, có một cái chữ là chữ là. Là thì cái là này á, trong bộ môn toán, trong các bộ môn suy luận á, là được, có thể phiên được là dấu bằng các bạn ha, dấu bằng đó. Là tức là bằng ha. Đó. Như vậy để thể hiện cái phát biểu m có hàng đơn vị là 7 thì các bạn ghi là m mod 10 bằng 7, nghĩa là lấy hàng đơn vị ra so với 7, mà nếu nó đúng thì chứng tỏ là số đó có hàng đơn vị là 7. Các bạn đến phát biểu số 9, m từ 15 trở lên. Vậy thì trong các bộ môn suy luận, môn toán, vân vân, lý hóa, vân vân, và trong lập trình chúng ta sẽ diễn tả ra sao? Thì ở trong lập trình chúng ta diễn tả là m lớn hơn bằng 15. Đó. Trong bộ môn toán lý hóa thì mình ghi là m lớn hơn bằng dấu bằng phía dưới của dấu lớn và 15. Còn trong lập trình chúng ta chỉ cần là ghi cái dấu bằng đó nằm bên tay phải của cái dấu lớn hơn là được. Bởi vì trong bàn phím á, không có cái phím nào mà là dấu lớn bằng giống như kiểu môn toán. Thì trong các ngôn ngữ lập trình người ta phải cải tiến chút xíu. Như vậy là phải gõ hai dấu lớn bằng kế bên nhau các bạn ha. Từ 15 trở lên, tức là 15 đã được rồi, lớn hơn càng tốt, 16, 17, 18 vân vân. Các bạn cần nhớ một điều là để lập điều kiện á, luôn luôn là phải dùng các phép so sánh, hay nói cách khác là điều kiện luôn luôn chứa phép so sánh các bạn nha. Các bạn đến bài tập số 2, lập điều kiện phức hợp. Đó. Điều kiện phức hợp là điều kiện mà có chứa thêm các phép toán AND, OR, các phép toán logic các bạn ha, và các cặp dấu ngoặc tròn. À, bởi vì nó phức tạp rồi thì cần phải có cái dấu ngoặc các bạn ha, các bạn lưu ý. Tức là điều kiện phức hợp nó kế thừa từ điều kiện đơn nhưng mà có thêm AND, OR và các dấu ngoặc tròn. Các bạn lưu ý là chỉ dùng dấu ngoặc tròn ha, không dùng ngoặc vuông, ngoặc móc như trong một môn toán. Các bạn đến cái câu số 1 của bài tập số 2. Phát biểu n lớn hơn 6,5 và nhỏ hơn 8. Vậy làm sao các bạn? Bắt đầu phức tạp rồi ha. Rồi, các bạn thấy có dư và đúng không? Rồi thì chúng ta lập điều kiện trong lập trình như sau, là các bạn có phải có hai cụm. Cụm bên trái n lớn hơn 6,5 đặt trong ngoặc tròn.
bên phải là n nhỏ hơn 8 đặt trong ngoặc tròn, và ở giữa là chữ n, bởi vì nó phiên dịch từ tiếng Việt Nam của chúng ta qua tiếng Anh là n là và. Thì các bạn thấy nè, trong phát biểu ở trên chúng ta chỉ thấy là n được nói một lần thôi, được đề cập một lần là n lớn hơn 6.5 và, nghĩa là một hiểu ngầm là và n nhỏ hơn 8. Thì ở cái câu trên chúng ta nói lược bớt ngắn gọn, nhưng trong lập trình chúng ta phải ghi rõ ra là n chúng ta xuất hiện hai lần các bạn ha. Đây, xuất hiện hai lần trong cái biểu thức này, hai lần các bạn ha. Đó. Nói như vậy thì máy mới hiểu được. Bởi vì ở câu ở trên á các bạn, là chúng ta nói theo kiểu là cái diễn đạt của con người thì chúng ta hiểu ngầm. Thực chất á là nó có n các bạn, n nhỏ 8 á. Nhưng tại vì là chúng ta quen rồi, được dạy từ ở hồi phổ thông, chúng ta cứ nghĩ rằng là nó hiểu ngầm bạn ha. Còn thực tế là phải diễn đạt rõ như vậy thì máy mới hiểu được. Bởi vì máy tính nó, một lần nữa nhắc lại, nó hơi ngốc nghếch ha các bạn ha. Nhưng phải ghi rõ như vậy. Thì ở đây bản chất vấn đề các bạn phải sao ạ? Là phải lập ra các cái phép so sánh và phải đóng ngoặc lại để nhốt lại với nhau. Bạn quan sát trên màn hình ha. Nếu các bạn không có ngoặc là các bạn sẽ báo lỗi á, báo lỗi sai khi mà các bạn viết chương trình. Các bạn đến phát biểu số 2, n nhỏ hơn 5 hoặc lớn hơn 10. Đó, tiếp tục các bạn thấy ở đây chúng ta hiểu ngầm là n nhỏ hơn 10. Bạn ha. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ lập cái điều kiện ở trong bộ môn lập trình là n nhỏ hơn 5 đóng ngoặc. Ồ, n lớn hơn 10 đóng ngoặc các bạn ha. Bởi vì chữ hoặc là chữ o. Đó, như vậy là ở cái câu diễn đạt ở trên sẽ là cái biểu thức được thiết lập trong lập trình nói chung và trong các cái Pascal nói riêng các bạn ha. Đó, o là hoặc. Các bạn nhớ phải có ngoặc các bạn nha, có ngoặc mới được. Đấy. Ngoặc là ngoặc tròn các bạn ha. Phát biểu 3, n từ 5 đến dưới 6.5. À, vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta ghi đơn giản thôi. N lớn hơn bằng 5 trong ngoặc, n nhỏ hơn 6.5 trong ngoặc các bạn ha. Đó. Ở đây chúng ta có một cái từ, một cái chữ các bạn ha. Đó là chữ từ. Đây bạn ha. Đó, từ 5. Đó nghĩa là phải là nó tương ứng với cái phép toán là lớn hơn bằng. Đó, điều này các bạn được học trong môn toán rồi, chứ không phải là tinh học mới có điều này, bộ môn toán có rồi. Từ 5 tức là lớn bằng 5. Có điều là trong bộ môn toán lý hóa thì cái dấu lớn bằng họ ghi là, họ ghi về các bạn nè, họ ghi nè, trong toán lý hóa ghi về này, lớn hơn bằng. Họ dấu bằng ghi dưới này các bạn ha. Họ ghi vậy nè. Còn trong lập trình thì mình ghi dấu lớn với bằng kế bên nhau các bạn nhé. Rồi đến dưới 6.5 tức là nhỏ hơn 6.5. Đó thì tương tự các bạn thấy trong cái phát biểu này chúng ta có là n được nhắc lại hai lần ở trong cái biểu thức lập, được lập trong lập trình. Đó, n được nhắc lại hai lần. Vì nếu các bạn mà không có cái n này ha thì máy tính á sẽ không hiểu rằng, đây nếu có không có n này các bạn ha thì máy tính sẽ không biết là trong cái bài lập trình đó có rất nhiều cái đại lượng, rất nhiều cái biến, vậy biến nào nhỏ hơn 6.5 bạn ha. Tức là máy nó chưa đủ thông minh để nó hiểu được bạn ha. Còn người chúng ta hiểu ngầm với nhau thôi đó. Còn với máy chúng ta phải ghi rõ ra, vì nếu không thì máy không biết là n lớn hơn bằng 5 rồi nhưng mà cái gì nhỏ 6.5. bởi vì có những cái bài việc soi n lớn hơn 5 rồi và soi biến khác với 6.5 cơ, vậy chúng ta phải ghi rõ là n bạn ha, thì nó mới rõ ràng. Và quả thật như vậy thì ai đọc cũng hiểu cả, máy cũng hiểu và người cũng hiểu. Còn cách ghi mà ở trên này thì nó hơi tắc quá các bạn ha, hơi tắc quá. Các bạn đến ví dụ số 4, phát biểu là n chia cho 3 và có hạng đơn vị là 7. Các bạn thấy không? Đó, chữ và là n và các cái yêu cầu. Thì chúng ta sẽ viết điều kiện trong Pascal là n mod 3 bằng 0 trong ngoặc, n mod 10 bằng 7 trong ngoặc. Các bạn thấy mình viết theo kiểu gì thì đều phải có phép so sánh, lúc thì dấu bằng, lúc thì dấu khác, lúc thì lớn bằng, lúc thì nhỏ hơn, vân vân, là phải có dấu phép so sánh các bạn ha. Đấy các bạn thấy nè, đấy chúng ta phải có cái phép so sánh đó, dấu bằng ở đây trong tình huống là dấu bằng các bạn ha. Rồi mà bởi vì chúng ta làm điều kiện phức hợp nên chúng ta phải có cái phép toán n ở đây các bạn ha, phức hợp đó, có n o và ở đây chúng ta phải có các cái cặp dấu ngoặc. Đây dấu ngoặc các bạn thấy, dấu ngoặc ha, hoặc là ngoặc tròn các bạn nha, ngoặc tròn đó, vân vân. Nếu các bạn không có thì Pascal sẽ báo lỗi các bạn ha, báo lỗi hoặc là nó sẽ không làm được đúng cái yêu cầu. Ở đây chúng ta phải thực hiện bằng cách là có dấu ngoặc. Các bạn thấy dấu ngoặc đây, mở ngoặc
Đó, và chúng ta kết thúc cái ý bên trái, đó là một điều kiện đơn, là các bạn có dấu ngoặc đóng các bạn ha. Các bạn đến cái ví dụ số 5. Phát biểu T có giá trị từ 22 đến 27. Các bạn thấy lại một cái chữ là chữ từ bạn ha, từ 22 đó, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ làm như nào? Thì trong Pascal các bạn sẽ viết điều kiện như sau, là T lớn bằng 22 trong ngoặc and T bé bằng 27 trong ngoặc các bạn ha. Đó, từ tức là lớn hơn hoặc bằng. Thì các bạn thấy cái nội dung này được triển khai bởi dấu lớn bằng 22 bạn ha. Rồi đến tức là bé bằng 27. Khi nào mà phát biểu nó là có T có giá trị là từ 22 đến dưới 27 á, dưới 27 thì các bạn mới là ở đây sử dụng dấu nhỏ hơn hẳn, không có dùng cái dấu bằng bạn ha. Còn đến 27 tức là nhỏ hơn hoặc bằng 27. Đó. Như vậy để lập trình đúng các bạn phải viết đúng cái điều kiện này. Các bạn ha, đây là một cái yêu cầu về suy luận. Các bạn đến với phát biểu số 6, x lớn hơn 10 hoặc chia cho 3. Nghĩa là trong này có chữ x các bạn ha. Đó, x lớn hơn 10 hoặc x chia cho 3. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện viết điều kiện trong Pascal là x lớn hơn 10 trong ngoặc, o là hoặc x mod 3 bằng 0 trong ngoặc. Như vậy là chúng ta đã diễn tả được cái phát biểu ở trên. Đó. Thì viết như ở phía dưới thì máy tính Pascal nó mới hiểu được các bạn ha, hiểu được. Đó, hiểu được. Bởi vì thực chất của việc lập trình đó là dựa trên toán, những cái vấn đề logic toán các bạn ha. Đây. Các bạn đến phát biểu số 7, m là số chẵn và chia cho 4. Như vậy chúng ta sẽ viết cái phát biểu này bằng cái điều kiện trong Pascal như sau. Đơn giản thôi là m mod 4 bằng 0. Các bạn thắc mắc là ở đây chúng ta có một cái ý là m là số chẵn. Tại sao chúng ta không có xuất hiện cái nội dung đó trong cái điều kiện này? M là số chẵn tức là m mod 2 bằng 0 trong ngoặc. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy nè, ở đây ở cái vế này chúng ta còn một ý nữa là m là chia cho 4. À, như vậy chúng ta chỉ cần là ghi là m mod 4 bằng 0 thôi, bởi vì một số mà chia cho 4 thì chắc chắn chia cho 2. 2 nhân 2 đó các bạn ha. Như vậy chúng ta ghi là mod 4 bằng 0 đủ rồi. Đó, cụ thể là những số là gì? Là số 0, số gì ạ? Số 4, số 8, số 12. Đó là những số mà như chia 4 vân vân. Chứ còn số 2 là số chẵn nhưng không có chia cho 4 đâu. Số 6 cũng vậy, cũng không chia cho 4 đâu. Như vậy là chúng ta chỉ cần là mod 4 bằng 0 là được, gọi là ổn rồi bạn ha. Mình lược bớt cái phát biểu trên thành cái điều kiện trong lập trình Pascal như ở phía dưới. Nhắc lại lần nữa là điều kiện là luôn luôn phải có phép so sánh, luôn luôn chứa phép so sánh. Chúng ta luôn luôn có ít nhất là 6 phép so sánh các bạn ha, gồm có là bằng, khác, lớn, nhỏ, lớn hơn bằng và nhỏ hơn bằng các bạn ha. Luôn luôn có ít nhất 6 phép so sánh này. Như vậy bạn lưu ý là luôn luôn phải dùng một hoặc là nhiều cái phép so sánh đó ở trong cái điều kiện của chúng ta. Video 2C đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết cách lập điều kiện để sử dụng trong lập trình, trong các câu lệnh if then, if then else hoặc là các câu lệnh lập sau này. Các bạn hãy nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh thì hãy đăng ký hoặc subscribe kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.